Cũng liên quan đến hai xã bị cô lập do mưa bão là xã Phước Lộc và Phước Thành của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sư đoàn Phòng không 372 tiếp tế lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân hai xã này bằng máy bay trực thăng. Do sạt lở núi trên địa bàn huyện Phước Sơn nên đã chia cắt giao thông, gây cô lập khoảng 3.000 hộ dân tại hai xã Phước Lộc, Phước Thành từ ngày 28 tháng 10 đến nay. Do bão lũ quá lớn nên nhiều nhà dân tại hai xã này bị hư hại toàn phần, lương thực, gia súc, nhu yếu phẩm bị cuốn trôi. Cập nhật mới nhất trong sáng nay, toàn bộ xã Phước Lộc đã bị mất liên lạc hoàn toàn. Phước Lộc là xã đã báo cáo về hàng loạt vụ sạt lở đất, lũ quét dẫn đến 11 người dân bị vùi lấp tại thôn 3. Hai cán bộ xã bị tử vong tại thôn 1 từ ngày 29 tháng 10.